Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay hai vợ chồng Vũ đi tập thể dục thì Vũ chúc cô chú anh chị và các bạn buổi sáng vui vẻ nha. Hiện giờ 6 giờ sáng rồi, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Vũ đang đi đây là ngay chỗ chùa Long Hải nè. Chùa này thì ở cùng khu phố Vũ là khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Rồi kế bên đây là rạp hát cũ rồi trước nè. Giờ là làm nhà mai táng. Ở nhà tang lễ, xin lỗi. Đối với các công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất hộ kinh doanh bản xây dựng phương án tổ chức sản xuất an toàn để trở lại hoạt động. Cái máy Vũ nó không có đèn, nó quay buổi sáng nó hơi tối. Cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Đây Vũ đang đi ở đây là đường Bọc Khoai. Đây là nhà tèo nè. Dạ đây là cái nhà văn hóa khu thể thao của khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 chỗ của Vũ ở. Đây là đường vô Miễu Bà Khoai nè. Ở đây là chỗ nhà chú A Tỷ nè. Thái Ngân phun xăm thẩm mỹ. Đây là quán hủ tiếu, hôm nay bán lại. Bán mang về nha các bạn. Dạ. Ngày 15 tháng 9, trân trọng kính mời bà con ghé đây ăn ủng hộ. Hủ tiếu gà. Đây là chị Cúc. Này bán bánh bao, xe bánh bao. Ở đây là chỗ phở hủ tiếu ở nhà này kêu bán luôn các bạn. Đây là chỗ huyện quỷ cũ hồi trước. Đây là ngay đầu chợ Bách Hóa Bình Đại. Theo đó mỗi ngày đóng trung bình từ 500 đến 700 tấn, không khác gì một cái cá hàng của chợ. Đồng hóa cũng chúng ta đi được tập kết các loại rau củ quả. Rồi, vợ Vũ đi tuốt trước rồi, đi lẹ quá. Ở đây là bà con chưa có bán lại nha các bạn. Còn chỗ này tối quá, Vũ tắt máy ra ngoài quá.
Đây là đại lý thức ăn thủy sản Ngân Hà. Đây là đường đi qua chợ cá. Đây chỗ bán xôi, bán bánh còng, bánh tiêu. Đi theo vợ Vũ luôn, vợ Vũ đi chợ luôn. Có đèn sáng sáng. Tối quá. Sớm hả? Ừ, đi tập thể dục rồi kìa. Dạ, đi tập thể dục nè anh. Chỗ gì sao? Chị không ra bán được không chị? Chẳng có ai nhau được. Dạ. Trời ơi, con nhái lột da mà nó còn nhảy là được ghê không? Vô bán đắt không chị Dung? À, bán đắt kém dữ. Dạ. Ai vậy? Xong rồi. Nhưng nó nói cười lên, biết cái gì cười lên. Dạ. Cười có thấy đâu cười lên. Nặng bước lá thôi. Nặng dưới tay. Chạy xe chưa hả? Không, đi bộ qua. Biến đi xe qua.
mua cá xong rồi mượn chị làm sẵn luôn. Cảm ơn chị nha. Chị bán giao tới nhà luôn hả? Dạ. Hổm rồi là chị bán suốt luôn. Dạ. Đây chị bán là giao tới nhà luôn nha các bạn. Rồi em cảm ơn chị nha. Sáng đi mua đồ chị. Mua cá. Hả? Dạ sẵn đi tập thể dục rồi mua đồ luôn. Dạ. Còn hơi tối quá. Chị Tám. Dạ. Ở đây chị Tám bán được không chị Tám? Vũ. Dạ. Vũ an Vũ. Dạ. Tội nghiệp của Tâm Hòa. Ai biết mua gì nữa? Ai biết muốn mua gì mua? Nè, làm như có đầu cá hồi gì phải không? Ờ, đầu cá hồi. Gì vậy? Em mua đầu cá hồi hả? Tụi nó có ăn không? Không, hôm nay tụi nó không ăn. Hôm nay tụi nó ăn... nay tụi nó ăn... Cá này cá nục thứ hôm qua người ta cho gì thương đó hả? Không biết, em không biết chuyển thương cho cá gì. Cái mực xanh gì đó. Mua cá nhỏ, cá bự, con này cá bự nè. Cũng là cá nhỏ, cũng là cá bự. Cái này tối hù. Cái này chiên tư, mà món chiên. Lấy một con đi. Đứng xa ra. Rồi rồi.
giờ đợi người ta mầm cá rồi. Chị bỏ ngoài đó đại em lấy chị. Chị bị cá bỏ đạn ngoài đó đi em lấy. Còn lấy cái bịch được rồi. Con này tối quá các bạn thông cảm, máy cái vũ nó không có đèn. Xách đồ nặng quá. Nói hết nổi luôn. Rồi, giờ vũ ra tới đầu chợ của chú anh chị các bạn ơi. Em nghỉ tay chút xíu. Xách nặng quá. Ở đây thì có một anh xe đơ ôm chạy. Ở đây thì bà con chưa có bán lại. Đây là hướng lên chỗ quán phở Thúy An. Chưa bán lại. Hộp đó hả? Để em về coi còn không? Thì chạy lại đẳng đi đi, em chạy về. Em đi bộ về. Anh chạy hổm rồi hả? Chạy đỡ không anh, có khách không? Rồi đậu. Dạ. Vào đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968 là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa 9, 10, 11. Ủy viên bộ chính trị. Chưa thấy chưa mở cửa luôn. Đây là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Đây là chỗ thẩm mỹ viện. Yeah.
Đây là ngay nhà vườn ngã ba nhà sách Phước Nguyên, đầu đường vô nhà của Vũ, đường Nguyễn Đình Diệu. Dạ chả về chị. Quyền bán mì nay dời vô đây. Rồi coi cái gì mà sách nặng dữ rồi các bạn ơi. Đây là bột chiên giòn. Bỏ qua đây đi. Bột chiên giòn, ba bịch bột chiên giòn. Dưới đường. Còn cái này là thịt. Gì đây? Đây là thịt gà, đùi gà nha các bạn. Mấy ký mà sách giòn cũng nặng dữ rồi ta. Rồi này là gì đây? Này là cánh gà nha các bạn. Đó, sáng đủ sách trước về nhiêu đó đó. Cái này là cá, này nãy là cá gì Vũ không biết, cá thu hay cá gì, hay cá nục, cá gì biển á, Vũ không biết rõ tên. Đó. Còn cái này là một con cá phi bự. Còn cái này là nãy là một con cá bông lau. Con này còn 2 kg mà. Hàng chi sách nó nặng bà cố luôn. Rồi để trở lên. Rồi. Lâu lâu đi mua về là ăn cả tuần lễ nha các bạn. Ờ, đây là bà xã Vũ mua đây. Giờ Vũ phải ra chợ lấy tiếp nữa. Sách không nổi gửi ngoài. Đây là 5 bịch bánh. Đây là gì đây? Đây là nước mắm Hưng Thịnh. Rồi. Đây là gì nữa đây? Này đậu xanh. Đây là lẩu. Có một cái lẩu nữa các bạn. Đây là một bắp cải nồi. Đây là muối. Đây là muối với ớt nha các bạn. Rồi giờ Vũ sẽ đi ra ngoài chợ xách đồ về tiếp, còn gửi ngoài nha các bạn. Này mua để dành ăn một tuần lễ mới đi nữa. Giờ
chạy ra lấy đồ rồi ghé mua bánh canh luôn. Sáng thì Vũ đã ăn bánh canh rồi, giờ ra mua cho vợ với hai đứa con. Chị ơi có dao không chị? Dao hả? Dao vậy em gửi tiền chị đem xuống dưới chỗ Vũ camera giùm đi. Ba bịch bánh canh. Hết gà hả? Thì thôi lỡ rồi, tại nó muốn ăn gà mà gà thịt xé còn không? Thôi vậy làm thịt heo hết hai bịch mì đi. Mì khô có không? Rồi hai bịch mì khô, một bịch bánh canh. Rồi nhiêu tiền em gửi luôn. Rồi gửi tiền. Hai mì khô, một bánh canh. Rồi bỏ cho nó. Hai mì khô, một bánh canh. Rồi vậy giao mà em ha. Đây, bánh canh bán mang về có giao luôn nha các bạn. Mới khai trương ngày 15 tháng 9 luôn. Họ biết là lên sớm được rồi, mấy đứa nó muốn ăn gà. Rồi mai mua sớm. Chốt ngay đầu chợ đó các bạn, phải trình giấy đi chợ mới qua được. Yêu cầu các tiểu thương, các cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc. Các bạn vô chốt đó phải có giấy đi chợ nha các bạn. Ngay đường đó đông quá, Vũ đi vòng qua đây, vòng qua đây vòng lại. Đường này là đường ra ấp 2 xã Bình Thắng nè. Ở bên đây là có cái chốt. Chốt ra Bình Thắng. Con lấy bịch đồ Sáu ơi.
đầu để bịch đầu ra thằng con hay gì sao? Để xe thằng con ơi. Tới tới chú ơi. Ông rồi mua cái quanh lại đi, ông ước này đông. Cảm ơn Sáu ơi. Rồi. Và các cơ sở kinh doanh để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo đến các địa phương, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần thực hiện ngay và nghiêm túc các quy định sau đây. Đối với các tập thể, địa điểm kinh doanh phải nhận ra lấy thùng sữa với bé Hạnh lấy cho anh khoai tây, nó có mấy vị rồi Hạnh? Rồi con lấy cho anh 4 bịch để dành cho mấy đứa nhỏ nè. Rồi lấy bỏ anh xe hết nha. Lấy bưởi ngoài dì Sáu. Cái tiệm tạp hóa Bình Đại bán lại nha bà con, nhưng mà mình mua thì mình phải kỹ, đứng ở xa. Vũ đi một lần rồi mua đồ ăn cả tuần, ngoài anh tuần hạn chế đi lại. Cái thùng sữa đó hả cưng? Rồi bánh nhiêu tiền hả? Cưng có kẹo đậu phộng mà ngọc điệp không? Lấy cho một ấy luôn.
hai bịch đi. Bao nhiêu tiền? Rồi. Là bình sữa vợ Vũ tả tiền rồi nè cưng ơi, em gửi tiền nè. Thôi 10.000 tiền sữa vợ anh tả tiền rồi ha. Rồi bỏ đại nó. Đây là đậu phộng, đây là bánh, có 4 vị, Vũ lấy 4 vị luôn. À, để thùng sữa lên trước mới được. Xuống hè. Đây sữa. Ôi. Trời ơi chết mẹ, cá nó chảy xuống thấy ghê rồi.